À, kính thưa quý cô chú, anh chị và các bạn, thì hôm nay Huệ Thương về đây là một cái ngôi chợ vùng quê, quê mà phải nói đúng là rất quê nữa luôn. Đây là cái chợ Viễn Trình ở Phú Đa, ở Phú Thứ ngày xưa. Thì nhắc đến Phú Thứ, Phú Đa ngày xưa thì Viễn Trình và Lương Viễn thì đây là một cái địa danh mà hồi ngày trước là chiến tranh rất là khốc liệt. Nơi đây là không biết bao nhiêu là những chiến sĩ bậc cha chú của cả hai bên đã nằm xuống ở đây vì khu vực chiến tranh bom đạn. Đến bây giờ thì sau 50 năm người ta vẫn cứ còn là nghèo. Ở đây khu vực rất là nghèo. Ruộng lúa thì không có mà chỉ chủ yếu là đất cát. Sau bao nhiêu năm rồi thì cũng vậy thôi. Lớp trẻ thì người ta đi rồi, bây giờ còn một số người già thì ở lại. Đây là cái chợ này là gọi là chợ Viễn Trình đó, chợ rất là lớn nhưng mà thấy chỉ có vài người thôi, lác đác, rất ít, cũng không có gì. Thì hôm nay có các cô ở phương xa cũng gửi gắm cho Trân Trân một số tiền về giúp đỡ cho những cái bà mẹ quê ở cái vùng này. Vì đây là một cái vùng cực khổ, vất vả. Mẹ già bây giờ còn bỏ cái giỏ, chiếc xe đạp dắt đi chợ, lùm đùm vậy. Đây là ngôi chợ quê mà Trân thấy, Trân mới về, đập vào mặt Trân là Trân rất là xúc động khi thấy cảnh mua bán. Trân không nghĩ là một cái cảnh mua bán thương ngày của ba con, nhìn rất là thưa thớt và hoang tàng quá. Những cái ký ốt, những cái ốt của mẹ mê bốn mẹ chi bốn bạn ở đấy thật sự rất là có nhiều một người ngồi chờ mà con những cái ốt chỉ có là chém mẹ tầm tốn ở trên thôi. Thì này là đang được sự gửi gắm là của cô Tâm, cô Phương ở Bỉ, cô Mai, cô Cúc là ở Úc, cô Liên ở Sài Gòn ghé thăm giúp mẹ mì tặng món quà để cho mẹ mì có niềm vui ngày ngày đông. Cô mê quý cô chủ anh chị cũng đi chợ. Đây là cái, những cái ổn hàng ăn của mẹ o mẹ mì cũng đã lâu lắm rồi Trân mới về đây, vì chợ này thì cũng rất là xa Huế. Liên giỏ cát đây, đi dạ chờ đây toàn là cát trắng, cho nên cuộc sống ba con ở đây thì rất là khó khăn để mà trồng trọt hay là làm ăn ruộng đồng gì cũng khó. Hàng ăn cũng chỉ có là một vài hàng thôi, đơn sơ. Đây, trong này cũng là hàng ăn, bún chảo lòng. À, đi vào trong chợ đây cũng khá rộng rãi nhưng mà còn rất là rộng chỗ, không mua bán gì mấy. Mấy mì bán rau bán cải. Dạ cho em hỏi chị quay thư thiền hả? Dạ em quay dưới thư chợ. Chứ không phải quay thư thiền. Dạ có như mấy người ra ở bên giúp họ vậy. Dạ em về em quay chợ rồi. Dạ yeah. Em gửi chị đi lỗi về quay tin làm gì. Dạ mê bán củ cải em mê. Bán củ cải. Mê trong hay là mê mua đi bán lại? Trong. Mê trong củ cải à? Ồ, củ cải mê trong. Bác nên mình răng mà trong là củ cải ngắn ngắn nhỏ đấy. Nhỏ đất cát đó, ớt nữa là. Ớt nữa. Dạ dạ. Cải. Trời ơi. Củ cải cái đó trong bự. Củ cả nửa cấn ở đây, củ chục chục con. Đúng lắm. Không đất cát mình nghĩ kiến dưỡng nữa, đất kiểu nghĩ cơm mau mỡ. Thái ra nữa là ba chồng. Mẹ bạn hết chú cũng ra thăm mẹ. Đây o bình ít.
cái cái món mình ít có ngon quá. Hết rồi. Dạ, ngon quá máu hết nè. Còn thêm vài ổ bánh mì. Nướng kiểu này là trường hiếm chỗ mà con. Cái bếp nướng đơn giản thôi. Dạ. Em gào cơm. Bán được không? Không. Bình thường cho nó ít đó, cho nó ít cho bà không? Dạ, chờ lan, dạ. Về đây mẹ những cái ngôi chợ quê thân thương về mấy con mấy cái khăn trải bàn này cho con. Thêm nữa ai? Ngày xa xưa đó. Ngày khăn trải bàn ngày xa xưa đấy. Ba chữ ác đó. Còn một bàn ghế salon đâu còn ai trải bàn nữa. Anh về đây con ngoài những cái hình ảnh rất là thân thương. Ăn dâu hăng lịch mẹ mì mẹ o cả chơi duy nhất một hàng khéo thôi dạ một hàng thịt dạ ăn ăn thiệt nè chi hết hàng chi lớn nhất trên ấy vừa bán cá vừa bán gà vừa bán rau củ đấy. Còn đây là phía sau này là cũng hàng cá. Quay cái hàng đẹp cho con có mấy tuổi. Hàng mê đẹp thế. Quay hàng mê đẹp thế. Mê trong mà mê. Mê trong. Nhà mê đấy. Dạ. Chà mê trong bao nhiêu thử hết. Úi dồi, chuối trái bư nế. Mê. Chà mê cùng bạn đó trong hay là bạn đó mua đi buông mê. À mẹ bị lạc hả? Mẹ ở đây gần đấy không? Mẹ trong con răng mẹ ốm mất rồi. Ốm chết rồi mua nữa. Ốm mất rồi. Ba ốm luôn. Chết cả ba. Mẹ ba ốm luôn à? Ba ốm mà chết cả ba. Đây mặc lại mua hoa đó. Tôi lại đúng là mua cười thế. Ba ốm mà chết cả ba. Mẹ ốm vui vui vẻ hòm hình nè. Thiệt luôn á. Thiệt luôn nó chứ cũng già rồi. Năm rồi mà cũng kia đó là từ từ ăn rồi. Đây vậy nè, đất xong nó trèm mượt. Không được mượt ma lắm. Vàng 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 heo heo. Không ai được, không ai, không ai nơi. Tụi nó về động cháu ngay cho bạn rồi. Quay về tụi nhỏ nhỏ nó mua. À, mê giỏi hết con cuộc đất trong rau trong cải. Nước mù ngon lắm. À, nước ngon lắm ha. Con nại chị nha lấy mang về. Dạ. Con nại chị nha lấy mang về. Về những ngôi chợ này đúng là đúng ngôi chợ chất quê mộc mạc luôn. Mẹ bà ổ trời. Mẹ bà ổ trời. Mẹ bà ổ trời. Mẹ 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 mẹ ba cái nó ngọc bông vô cục cục mẹ tên gì rồi mẹ tên nó là hoa mẹ tên hoa chứ hoa hoa mẹ bị điếc nó chưa cũng người điếc được luôn. Ừ điếc có mày cố ấy sao rồi giúp cho mẹ một tờ hai trăm không tiếng à cho đó cô cho đó mẹ mẹ chắc phải dậy chiều cô cho 200 rồi cảm ơn cô đi cảm ơn cô 200 cảm mẹ mẹ mừng chưa. Mẹ không ăn. Mẹ không không hình dung được là mẹ có món quà bất ngờ như thế. Mẹ tưởng là mua đa hàng thôi. Đó, giúp đó. Cảm ơn cô. Rồi, thêm 200 nữa. Là 400. Thêm 100 nữa. Là 500. Cảm ơn. Lì xì cho mẹ. Dạ, chứ mẹ mới tính này. Chứ mẹ mới tính. Rồi, chứng tính mà thôi, cô mua chi ở thề. À, tưởng mua thôi. Mày tôi ăn chắc ở bên khổ quá chưa có qua đây vui chưa? Dạ, dạ. Dạ, dạ. Chứ mẹ mừng chưa? Mẹ mừng chưa? Mẹ biết không rồi thôi, chúc mẹ sức khỏe. Dạ.
Đi mua điệt quá anh. Mày thấy mê đóng trong tivi chưa? Mắt mê hư rồi. Mắt mê mê bị mắt rồi. Dạ. Bạc cài. Mà cũng néo đơn này. Mấy chục tuổi đó mẹ? 82 rồi. 82. Ở mình thôi. Khổ. Ở một chắc thôi dạ. Chứ không phải một mình. Ta có mấy cô ở xã. Dạ. Giúp cho mẹ tiền về mẹ trang trại. Dạ, 500. Mẹ mừng chưa? Dạ mừng. Quá mừng chưa? Dạ dạ quá mừng. Dạ. Dạ. Cảm ơn cô. Bạn được mấy cái trứng nè? Ba quả thôi. Ba quả. Bạn hai quả rồi, con có ba quả rồi. Ba năm quả, bạn ba quả. Con hai quả không ba, rồi mấy cái cao trâu. Cỡ chục ngàn được chục ngàn bà ăn cho bà ăn hàng này bà liền đây này chục thế à bạn cũng có ai mua mỗi nay chẳng chơi ế đi thế chơi ế lắm mẹ tính chi rồi mẹ mãi thì chấm mẹ mãi thì chấm à mẹ cô ở xa giúp cho mẹ 500 mẹ về cảm ơn cô vì hoàn cảnh ở đây cũng à mẹ đây cũng bán rau đi chơi mà con thì bị bị nằm một chỗ nữa hoàn cảnh thì quá khó khăn à, thì bà con chờ nói là đói luôn đây cho nên trân phải hôm nay thì ó mắc con đau nặng cho nên không điện bằng rau bằng cải chờ được thì trân điện giúp cho ó một phần ôi còn nghe con ó đau đó đau nặng thôi nằm chỗ có mình cố ở Mỹ giúp cho ó 500 đi chờ giao cho cháu ăn cảm ơn cô dạ chị cảm Dạ. Và bây giờ thì chia tay chợ Viễn Trinh, chúng ta lại tiếp tục qua chợ Lương Biền, cũng là một ngôi chợ quê nghèo của phụ thử. Chợ Lương Biền cách chợ Viễn Trinh cũng khoảng chưa tới 2 cây số nữa, sát cạnh nhau, nghèo khổ giống nhau, nhưng mà lưng chờ lưng viện thì lớn hơn chờ viện trên một chút. Mà bà con ở cái vùng này thì vùng gió cát khó xưa khó khăn từ ngày xưa giờ. Này tâm chờ chờ rồng mua bạn cũng thấy lứa thưa thôi. Lâu ngày chị ấy. Lâu ngày mới trở lại thăm ba con được. Dạ lâu ngày. Vâng bạn tỉnh kia là vâng. À, trong kia là hành ăn là chế biến sẵn. Chờ đông đúc hơn chờ Viễn Trinh nhiều lắm. Đây đồ ăn rất là rẻ và tươi ngon. À, dạ, mấy mẹ già cách đây cũng 3-4 năm rồi, bây giờ Trân mới trở lại có một lượt về giúp mấy mẹ nhưng mà bị trở ngại. Hôm nay đi được mới có thể là trở lại giúp ta thăm mấy mẹ được. Mẹ nhớ con không? Nhớ chứ. Hồi xưa mẹ ngồi ngoài nửa mang chưa vào trong đi ra. Đó, mẹ cha nhớ đó. Dạ. Ở trong đi. Dạ, có mấy lần có rất nhiều nhà hảo tâm giúp mấy mẹ rồi chứ, mà sao không về được nữa, có trở ngại á. Thì hôm nay mày về thăm mẹ mẹ được đấy. Ngày nay mẹ bán rau chi? Đắng cái rau chi vậy em? Ủa? Rau đắng là nấu rau đắng mẹ hả? Rau đắng à tôm. À dạ. Lách đó ăn bị luộc. Dạ, nó đắng. Bữa đi vô có lỗ đoan hoang đâu hết coi ngoài ra. Bữa họ có lỗ hết rồi, con mẹ già rồi con mẹ. Dạ, dạ. Rồi đi cậu biết là chơi mới xây xây dựng đoàn cái lại mẹ hết. À, xây dựng rồi đó, mẹ ngồi đây. Chơi trước đấy là không có cái chợ mà lớn như đi
gì? Mày đâu đi đâu nói bắn bắn tỏa. Thôi mẹ ngồi chợ chút thôi. Ai rồi đây mẹ. Mẹ lấu ngay rồi đây này. Lâu ngày chị hí. Ờ bữa đi Hà về đây mấy chị hàng mua hàng nãy cái ụt quá lớn luôn. Bị nước mà mập mạp đẹp lắm. Cái quay hàng mức lớn bị nước. Bữa đi vô ái từng lỗ đẹp ấy. Sao được mà về giúp được đó. Ông này thì chắc là em mới về lại được đấy. Đúng rồi, chơi bên bờ bể nơ đây à? Em đi đây. Chờ có cái ổ rồi thì để chờ mới xây dựng rất là rộng đấy. Muốn bạn được hơn không? Đó. Lâu ngày đấy. Dạ. Chị nghĩ là bên người mua đấy đây. Dạ, về lái lâu lắm rồi mới gặp phải mẹ. Quá trời đồ nắng thấy không? Mẹ quá bên kia ngồi chụp. Ngồi chỗ đi ông mùa. Cháu quá chỉ có đường thôi đi á. Chờ cũng rộng lớn hơn xưa, có ba con á. Mua bán thì cũng đông đúc hơn xưa. Nhưng muốn biết giàu hơn xưa hay không? Chắc là vàng nhiều hơn xưa. Đây dùng vùng đất gió cả thật. Đây trời bướng viện lớn hơn này nhưng mà để cuộc sống xung quanh ở đây của ba con. Đường xã nó về cũng con đất cạn này. Ở trong kia thì cực hơn nữa. Đây được xóm mà ngay chờ thì họ bố bạn được gần chờ cho nên điều kiện nhà cửa kinh tế nó cũng khá hơn. Dạ chị vì cầm thấy ba con rất là thân thương, thấy trắng về là quen rồi. Dạ dạ. Dạ. Ấy ở bên quê nữa. Dạ ở Huế. Đấy. Dạ ở Huế. Ở Huế à? Dạ. Mình à, tứ nhân hả? Dạ, dạ tứ nhân về quay chờ. Mẹ tính gì không? Mẹ tính Hồng. À mẹ Hồng rồi. À. Hôm trước ngày trước là mẹ bán gỗ rau ngọt mà ngay thì mẹ bán rau đắng. Đắng. Mẹ có cái gì? Dạ có mẹ cô ở xa. À. Ở phương xa. À, giờ con đem về 500 thằng mẹ. À cảm ơn cô ở xa. Mừng lắm. Mừng lắm chứ, lâu đó có tiền. Dạ. Ở nhà có mô đi hải rau đặng. Đi từ đi hải hả? Đi đừng đồn đem đi. Dạ, sơ chị. Cô ơi. Đây còn mì hoàn cảnh đặc biệt lắm đây. Giờ trân gặp lại là để giúp đỡ cho mì hết. Dạ. Mì cố ở phút xa. Dạ. Em cho cái mùi đi của thùng. Mì đây cũng hoàn cảnh rất đặc biệt đây. Dạ. Nói chung là khổ nhất chờ đúng đấy. Dạ. Có mì cố ở Mì, mì tập mì nắm trăm hết. Dạ. Là mì cố ở xa. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Mì đây là mì không người lính này này. Mì cu lính thôi, không phải bắt lâu đi chờ bạn mì của mì đi nay nãy giờ đây. Đó đó, đến lớn đi nay đó. Mấy chục tuổi đó mì. Đó, mì 72, 72. Mì cô liên mấy cô ở phương xa. Đó, nhớ tôi nói đó. Giúp cho mì 500. Dạ, mì bên gu rồi, mì bên gu. Xin cảm ơn hoa tôi lắm. Đây mỗi mì. Dạ, hãy đồ bạn, đồ chí mì. Đó, ăn rồi. Có tên ở đó 5 người lận. 5 người mà trước đây mình về 5 người. Đúng rồi con chi tên rồi. Đừng có. À, trước đây về thì mẹ con có sức khỏe. À, mẹ ngồi mẹ chào hỏi mẹ rất là vui.
Nhưng bây giờ sau 7 năm rồi thì về thăm lại gia đình đó, thì mẹ đau, mẹ nằm một chỗ rồi. Thì Hùng và Trân Trân đây gửi thăm gia đình. Thì mẹ đặc biệt là mẹ cả 5 người con đều bị cấm. Cho nên là đi mua rồi. Đây con 4 người, con 1 người mới rồi. Tính kia chi nè. Kia là mẹ mình mẹ mà 5 người con đều bị cấm luôn. Rồi sau có dấu cũng cấm phải nghe. Thì bây giờ cả về đây cũng không thể nào mà không để giúp mẹ. Bây giờ mẹ thì nằm một chỗ rồi. Cách đây 2 năm trở về, 3 năm trở về thì mẹ vẫn còn ngồi dậy nhận quà nhận tiền rất là mừng. Ngay thì mẹ nằm một chỗ rồi, chỉ còn 4-5 người con thôi. Tức là 5 người con đều cấm, thêm một người giấu bị cấm nữa thành 6 người. Nó có quà gì hết. năm người nha. Thì cũng có thương lẻ này, chứ đi được bao hồi bao gửi về nhau hết. Về nhau hết. Năm trăm mấy cô ở phương xa gửi về. Rồi chị đưa lại lắm nhá. Thôi đi rồi thương lẻ bao chia nha, 5 người 500 hết. Không. Mừng không? Mừng không? Mừng thế rồi, mừng không? Mừng phụ ấy, nắm về mừng không? Mừng là phụ. Đi đổi. Đi đổi, đưa đây, đưa này. Đưa lại, đưa tiền ở đây. Người cầm hết. 5 người, 5 tiền. Rồi, đây, chị. 100. Đúng chưa? 100 phải không? 100 hồi gửi cho cái chi thế. Rồi. 500. Chào hỏi chi gì? Là chào gì hẹn chuyện. Chị bảo là mất chúa đi nuôi nhân mà con ra. Chị hãy cho nó. Thêm trong cải bạn nữa đúng không? Mua bạn á? Mua cải nữa là ông mua bạn à? Không, bạn nó đứng ra. Ừ, mua ó. Bình kinh. Bình kinh lên ngay bạn. Ó, 5-70 rồi. Tẩu rồi, không sao. Mới bạn mình sẵn để mà ngay lời được mấy. Ra chụp rồi mua cho ăn. Mấy cái được cái măng dưới thằng này. Cho con chủ. Mì chí ra đau chân. Ừ, đau chân thôi. Có mẹ cô ở phố xá. Giúp cho gì 500 hả? 400. 500. Dạ, cảm ơn. Băng ngồi mà gọi bên sẵn mấy ngày. Ngày mòn gọi thì mình chụp đi. Lấy bánh nắng đi. Dạ thôi. Ừ, thế. Dạ thôi. Dạ. Có lẽ hả chị? Đây trường hợp mẹ cũng khổ. Mỗi ba đứa cháu thấy nó có 500 của mẹ cô được sao? Giúp mẹ tặng. Dạ dạ. Mỗi ba đứa cháu. Dạ dạ. Dạ bạn mới chờ. Phải đóng ba có quả cho nên Trân ra đây ngồi. Dạ dạ dạ.